Xin chào tất cả anh em đam mê săn bẫy, quay trở lại với loa bẫy chim Tân Ánh nhá. Loa bẫy chim Tân Ánh chuyên cung cấp loa điều khiển từ xa, loa bẫy chim đêm cho anh em nhá, và tất cả phụ kiện săn bẫy chim đêm để phục vụ cho anh em nhá. Tất cả những cái dòng loa chạy âm ly, và bên em có cả loa liền âm ly luôn nhá. Đấy, thì tất cả những cái dòng loa, dòng phụ kiện bên em đều có cung cấp cho anh em. Thì hôm nay em giới thiệu tới các em cái mẫu loa là loa HP 5000 nha anh em nhé. HP 5000. Loa này ý, thì nó là dòng loa phễu liền nha anh em nhé, hay anh em còn gọi là chắc yến. Thì cái dòng này thì chủ yếu anh em đi bẫy rẽ run này, bẫy chim yến này, bẫy những cái dòng chim nhỏ nhá, như mắt xéo, tí lỉ, trắng trắng nghịch. Đấy, hoặc là anh em đánh trích nhá. Đấy, anh em đánh trích trích ré đấy. Đấy thì cái loa này anh em đánh cũng rất là thích, anh em đánh đệm vào với kèm với loa phóng thì cái độ hiệu quả của nó rất là cao. Thì bây giờ vào vụ chính vụ thì em có thời gian để em đi bẫy thì em sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em, chia sẻ chi tiết với anh em cái cách đánh kèm với loa phóng nhá. Đấy, thì bây giờ có thời gian thì em sẽ hướng dẫn anh em sau. Ở cái dòng loa này thì nó có cái ưu điểm là nó rất là nhỏ gọn đấy các bác nhá, rất là nhỏ gọn để cho các bác thuận tiện cho các bác trong cái quá trình vận chuyển di chuyển. Và cái này ấy, nó là phễu liền luôn nhá các bác nhá, phễu liền ở bên trong nó có cái lõn nhọn này. Đấy, phễu liền nhá các bác nhá. Đấy, thì cái miệng của nó ấy, cái miệng loa của nó được bo tròn, bo đều ra ngoài thì nó sẽ cho ra âm thanh, nó sẽ đều hơn, âm thanh của nó sẽ bao quát được rộng hơn. Và cái dòng loa này ấy, thì anh em cầm kèm bẫy kèm với loa phóng thì nó hiệu quả rất là cao nhé các bác nhé. Thì loa này anh em sử dụng sẽ làm loa đánh gần, đấy, còn loa phóng thì anh em sẽ làm cái loa để gọi chim. Thì loa này đánh kèm thì hoặc là anh em có thể đánh như mùa này anh em chủ yếu đánh mắt đỏ, mắt xéo, trắng nghịch, tí lì đấy. Thì anh em bẫy cái dòng check này là hợp lý nhất nhá, là ăn hàng dễ nhất luôn. Còn nếu mà những cái dòng đó mà anh em đánh loa phóng thì cái độ hiệu quả nó không cao bằng loa check này nhá. Đấy, nói chung là anh em bẫy loại gì thì anh em cứ alo trực tiếp cho em, là các bác bẫy loại này loại này thì em sẽ tư vấn cho các bác là lên bẫy bằng cái dòng loa nào cho nó phù hợp nhé. Đấy, thì ở cái dòng loa này nhá các bác nhá, dòng loa này thì các bác muốn nó sử dụng bền thì các bác phải mua cái âm ly, âm ly nó là âm ly chuyển đổi nhá, âm ly đã qua gọi là nó đã có đầy đủ tất cả ở trong đó rồi. Thì các bác chỉ việc đấu đúng đấu dây nguồn đấu dây ở âm ly sang là chạy thôi. Thế còn một số bác mà sử dụng cái loại kích đầu chế nhá thì anh em lưu ý là ở trên cái chân đấu dây này nó có một chân em đánh dấu màu đỏ này thì nó là cái cực dương nhá các bác nhá, nó là cực dương. Thì các bác lưu ý là anh em đấu đúng dây giúp em, và anh em cũng lưu ý cái âm ly của các bác nhá, còn không phải là cái nào cũng có thể đấu cứ thế mà đấu được là sử dụng được đâu nhá. Nói chung là anh em các bác khi mua loa, mua âm ly hay mua những cái phụ kiện gì bên em thì các bác cứ nói rõ thì bên em sẽ có anh em trong tổ tư vấn thêm cho anh em nhá. Đấy, ngoài loa ra thì bên em vẫn còn cung cấp những cái phụ kiện của loa để phục vụ cho anh em trong cái quá trình thay thế sửa chữa nhá, để không bị gián đoạn cái quá trình săn bẫy của anh em. Và bên em cũng có cung cấp tất cả những cái phụ kiện dòng loa phóng, loa check, lưới bẫy chim để phục vụ cho anh em nhá. Rồi anh em cần thêm phụ kiện gì thì anh em cứ vui lòng alo cho số bên qua số điện thoại em đã ghi trên màn hình nhá. Bên em sẽ có anh em trong tổ tư vấn cho anh em nhiệt tình. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở clip sau của em nhá. Xin chào tất cả anh em.